Thưa quý vị và các bạn, sáng nay phiên họp thứ tư của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì phiên họp. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét quyết định phương án phân bổ ngân sách nhà nước đối với khoản kinh phí 2.097 tỷ đồng đầu tư cho các dự án công trình cấp bách và 820 tỷ đồng vốn đầu tư cho cơ sở hạ tầng du lịch của địa phương. Đồng thời xem xét thông qua chương trình công tác năm 2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chương trình hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế năm 2012 của các cơ quan của Quốc hội. Về công tác xây dựng pháp luật, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng. Các ý kiến còn khác nhau của dự án luật như Bộ luật Lao động sửa đổi, Luật Bảo hiểm tiền gửi, Luật phòng chống tác hại của thuốc lá, Luật giá, Luật phòng chống rửa tiền, Luật tài nguyên nước sửa đổi, Pháp lệnh pháp điển hệ thống pháp luật và Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật. Cũng tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành giám sát chuyên đề về việc thực hiện quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, việc thực hiện chính sách pháp luật về xây dựng và phát triển các khu kinh tế cửa khẩu. Trong buổi làm việc sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đánh giá kết quả kỳ họp thứ hai vừa qua, đồng thời cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ ba. Đa số các ý kiến đều cho rằng kỳ họp thứ hai có ý nghĩa hết sức quan trọng, quyết định nhiều chương trình kế hoạch năm 2012 và 5 năm 2011-2015. Đặc biệt, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp được cải tiến, đổi mới theo hướng thiết hiệu quả, thu hút sự quan tâm chú ý của cử tri, dư luận xã hội và nhân dân cả nước. Phiên họp sẽ kết thúc vào ngày 16 tháng 12.